Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Tâm tiếp tục gửi đến mọi người những cái clip đánh giá và nhận xét chia sẻ của những thành viên của Diên Đạo Tô Sài Gòn và cũng chính là chủ nhân của những chiếc xe. Họ sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái sự đánh giá hết sức là khách quan của ý kiến cá nhân của mình dành cho mẫu xe, chiếc xe mà họ đã sở hữu và sử dụng. Và đây, nhân vật chính chúng ta ngày hôm nay đó là chiếc Subaru Outback thế hệ mới nhất. Nói một chút xíu về lịch sử hình thành của hãng Subaru. Hãng Subaru là một bộ phận của tập đoàn Fuji Heavy Industry được thành lập vào năm 1953. Và đây cũng là một trong số ít những cái hãng xe mà tạo dựng được một cái phong cách rất là riêng biệt khi sử dụng động cơ Boxer, động cơ đối xứng và hệ dẫn động SAWD là hệ dẫn động 4 bánh đối xứng toàn thời gian. Thương hiệu Subaru thì cũng đã không còn xa lạ gì trên thế giới, và đặc biệt ở Việt Nam cũng đã có mặt tại thị trường Việt Nam từ rất lâu rồi. Và chúng ta hãy cùng nhau chờ xem chủ nhân của chiếc xe sẽ đánh giá như thế nào về chiếc Subaru Outback. Rồi, và bây giờ thì Tâm đang ngồi ở trong cái xe Subaru Outback phiên bản đời mới nhất. Và xin giới thiệu cho mọi người, đây là anh Việt, là cũng là một thành viên kỳ cựu rất là lâu năm của Diên Đạo Tô Sài Gòn. Và anh cũng chính là chủ nhân của chiếc Subaru Outback mà chúng ta sẽ được trải nghiệm ngày hôm nay. Xin chào anh Việt. Anh cho em một số những cái thông tin chia sẻ với mọi người. Em xin phép hỏi anh vài câu hỏi. Và cái điều quan trọng nhất là trước khi đến với cái xe này thì cho em hỏi về lịch sử sử dụng xe của anh. Tức là xưa giờ anh đã sở hữu và sử dụng ở bao nhiêu cái dòng xe rồi? Đầu tiên là mình chạy cái Gala 1.6 GDC. Sau đó là mình chạy qua cái Camry 2007. Dạ. Sau đó là cái Escape 2.4, rồi cái Mac C250, và rồi là xe này Outback, Subaru Outback 2.5. Vậy thì thấy anh cũng đã đi qua rất là nhiều những cái dòng khác nhau, từ thương hiệu bình dân cho lên những cái dòng cao cấp như C250. Thì nhưng mà em thấy trong cái số cái xe mà anh liệt kê á, thì đa phần nó là xe sedan. Đúng rồi. Đây là một cái xe gầm cao đầu tiên mà anh sử dụng. Cái Escape. Escape cũng là dạng crossover. Dạ. Thì tại sao anh lại quyết định là anh chọn mua cái Subaru Outback này? Mà trong cái đó, tại vì cái thị trường mà những cái xe mà gầm cao bây giờ nó rất là đầy rẫy luôn. Ví dụ như nổi tiếng nhất bây giờ có thể là CX5 nè, X-Trail nè, hay là nhiều cái dòng xe của mấy hãng khác nữa. Thì lúc mà mình đổi xe thì mình đi xe sedan nhiều quá rồi. Dạ. Mình thử ra là mình cũng muốn chuyển qua lại mình nghiên cứu nhiều các dòng xe. Dự định đầu tiên của mình là cái ngân quỹ là khoảng chừng xe khoảng 1.8 đến 2 tỷ. Thì là mình có nhắm vào cái xe chẳng hạn như là C9. Nhưng mà thực sự cái đấy cái thời điểm đó C9 nó lại không có bán ở đây. Không có bán. Và sau đó thì mình nhắm qua cái GLC. GLC thì những cái là đặt hàng rất là lâu. Rất là hot. Thế là mình mới thử qua Subaru này. Subaru thì mình chạy thì lại thấy bằng cái cảm giác lái là hay. Anh cho phép em cái này chút xíu, cho em 5 giây để quảng cáo chút xíu để về, còn hy vọng lấy được tiền tài trợ của Subaru. Ok các bạn. Thế này, có rất là nhiều người nhắn tin riêng cho Tâm, hỏi Tâm về là Subaru có đến hai cái dòng mà gọi là gầm cao và nó cùng nằm trong phân khúc, ví dụ như là Outback và Forester. Vậy thì cái điểm khác nhau giữa Outback và Forester nó là cái gì? Thì sẵn đây Tâm chia sẻ luôn, đó là Outback được sử dụng khung gầm của Legacy, cho nên nếu mà nói về độ sáng của khoảng gầm xe thì Outback nó sẽ không cao được bằng như Forester, cho nên Forester nó sẽ thiên về cái vấn đề đi địa hình hơn. Còn Outback tuy là một cái xe gầm cao nhưng vì được chia sẻ cái khung sườn của chiếc Legacy cho nên là cảm giác lái hay mọi thứ nó lại gần với lại cái xe sedan hơn. Có lẽ do lý do này mà anh Việt lựa chọn cái xe Outback cho cái nhu cầu sử dụng của mình, là vì anh quen đi cái dòng sedan rồi, cho nên là qua cái này nó cũng sẽ không có nhiều những cái khác biệt. Và ưu điểm của Outback này, khi mà Tâm ngồi đây Tâm trải nghiệm thì thực tế nó rất là êm ái, từ động cơ Boxer êm ái nổi tiếng rồi cho đến hệ thống khung gầm, cách âm mọi thứ rất là tốt. Và anh thì em thấy cái
cái xe này của mình nè, nó có rất là nhiều những tính năng. À, ví dụ giống như là lại viên số xe lái ha, ghế chỉnh điện, có memory, hệ thống phanh tay điện tử, cruise control vân vân, rất là nhiều thứ. Thì anh có thể chia sẻ những cái tính năng nào của xe này mà anh thích nhất, anh đánh giá nó cao nhất? Thực sự ra thì những cái cruise control, những cái tính năng này thì là cái xe trước của mình thì nó cũng có rồi. Dạ. Cho nên là cũng có đỡ cái là từ cái đó qua cái xe này mình có những cái đó mình sử dụng ngay. Dạ. Nên là khá là thuận tiện. Dạ. Chỉ có cái mà mình thích nhất ở trong cái xe này là cái cảm giác khung gầm đi qua những cái đường sâu. Rất là êm. Thực sự là Subaru thì nổi tiếng về khung gầm. Cái đó là cái mà gây điểm nhất đối với mình. Cảm giác lái. Và em thấy là nó với cái khung gầm của Subaru thì chúng ta cũng biết là Subaru nổi tiếng trong cái giải đua rally. Rally là những cái giải đua mà đường rất là xấu. Cho nên là những cái xe của Subaru thì sản xuất ra thì nó khá phù hợp với điều kiện của đường xá Việt Nam. Thì chẳng hạn như mình đi mấy cái đường xấu như là mấy cái đường chỗ cầu Phú Mỹ được hả? Dạ. Nhiều khi có khi tắt đường quá là phải lắc xuống dưới đi chân trên chân dưới á. Dạ. Đi rất là tuyệt, rất là cảm giác rất là hay. Dạ. Anh có thể chia sẻ là cái xe này anh mua từ hồi lúc nào? Mình mua cuối tháng 2. Cuối tháng 2. Dạ. Cũng là sau Tết chút xíu. Đúng rồi. Thì từ lúc đó tới bây giờ anh cái thực hiện cái chuyến đi mà xa nhất của anh với cái xe này là anh đã đi đâu? Mình đi Thân Thiết. À, Thân Thiết được 2 lần. Dạ. Và em nghĩ là đi chắc vợ con đồ gia đình đi rồi, rất là thoải mái. Dạ. Nó rộng rãi và cam. Dạ. Đi. Về bàn chút xíu về động cơ. Động cơ của cái xe này thì Outback tại Việt Nam được giới thiệu với hai cái phiên bản động cơ là 3.6 và 2.5. Và cái xe mà anh Việt mua ở đây đó là phiên bản 2.5, không có tăng áp, công suất tối đa là 175 mã lực. Thì anh Việt đánh giá về cái động cơ này như thế nào? Thực sự ra thì độ mạnh của động cơ này thì không phải là cái mặt mạnh của nó. 175 cộng với lại cái hộp số CVT thì nó khả năng tăng tốc của nó không gây ấn tượng. Nhưng mà được cái thì nó là cái hộp số CVT cho nên là về cái độ êm thì nó rất là êm. Khi mà chạy thì mà cảm giác nó rất là mượt mà. Nhưng mà có điều là cái tiếng máy khi mà mình tăng tốc lên này nó thì nó có cái tiếng máy nó dậm vào trong khoang. Cái đó thì mình nghĩ rằng là có thể là cái trong xe Subaru người ta cũng không chú trọng lắm đến cái chuyện là phải cách cầm tiếng máy, bởi vì nó thì có những người ta thích ưu điểm, người ta thích nghe cái tiếng máy rào lên chẳng hạn. Về vấn đề tiết kiệm thì sao anh? Tiết kiệm thì mình thấy rất là ok. Mình đi Phan Thiết thì khoảng chừng đường hỗn hợp đi về còn là khoảng chừng 10 lít. Cái xe này sát cũng tương đối là to. 2.5 lít thì 10 lít là thấy cũng khá là tiết kiệm. Em hỏi chút xíu về bảo dưỡng. Thì từ lúc mua đến giờ anh đã vào trong hãng của Subaru anh bảo dưỡng bao nhiêu lần? Mình làm 2 lần rồi. Lần bảo dưỡng là lần đầu là 1.000. Và lần sau là 5.000. Thì anh đánh giá thế nào về cái chi phí và cái chất lượng dịch vụ bảo dưỡng của hãng Subaru? Về chi phí thì nó là rất là rẻ. Rất là kinh tế. Và về chất lượng dịch vụ của Subaru thì ok, anh em làm nhiệt tình, nhưng mà chỉ có điều là cái cơ sở vật chất của cái xưởng thì nó còn khiêm tốn quá. Thứ nhất là nó xa. Có một cái chỗ duy nhất là trên đường Phan Văn Trị. Mình từ đây mình đi lên trên đó rất tốn thời gian. Thứ hai nữa là cái diện tích của trên đó thì cũng rất là nhỏ, nhưng không được to như là thì cái này điều này là phải chờ vào anh em những nào từ Sài Gòn Subaru nhiều hơn để có thể mở rộng hoặc là làm thêm một cái service nữa ở quận 7 nữa. Cái chi phí anh vừa mới chia sẻ là Subaru bảo dưỡng chi phí rất là thấp, thì anh có thể cụ thể hơn xíu. Tại ví dụ một lần mình đi bảo dưỡng, ví dụ bảo dưỡng 5.000 cây đi, thì cái chi phí nó tầm rơi vào tầm khoảng bao nhiêu? Mình làm là 1.5 triệu. Wow. Tổng cộng tức là thay nhớt và thay lọc nhớt tính ra là so với lại C250 ngày xưa đi thì chắc là nó hơn chưa được nữa. Thì chúng ta thấy là một cái xe này trị giá ra hết giấy tờ nó gần khoảng tầm 2 tỷ, mà một lần tám mà chi phí bảo dưỡng thì nó quá hấp dẫn. Rồi trong suốt cái quá trình từ tháng 2 tới bây giờ là cũng gần nửa năm rồi anh sở hữu và sử dụng cái xe này, thì anh cái mục đích của anh sử dụng nhiều nhất là để đi lại hàng ngày hay là để đi công việc hay là mình đi lại hàng
Vậy thì trong suốt quá trình sử dụng đó, anh có những cái là điểm nào mà anh chưa hài lòng ở cái xe đó, anh muốn cái xe này nó tốt hơn nữa ở cái điểm nào? Có cái là thực sự ra là cái nó có những cái gọi là cái khuyết điểm không đáng có, ví dụ như là những cái tiếng lọc sọc, ví dụ như ở trên tấp lô hoặc là trên nóc, mà nó lại chỉ xuất hiện vào những lúc nào trời nóng thôi. Chứ còn ban ngày bình thường thì nó rất là êm ái, nhưng mà phơi xe chẳng hạn ấy xong đi lên là xe nó lại cứ kêu những cái tiếng lọc sọc, rất là khó chịu. Thực sự ra là nếu như mà hãy xua luôn tính một chút thì rất là khó chịu với những cái tiếng lọc sọc đó. Nhưng mà tuy nhiên là đến buổi tối thì nó lại không được, nó quái. Thì nhiều khi nó cảm biến hoặc không, mình nghĩ là có thể là những cái doang chẳng hạn, mình nghĩ là cái doang nó có thể là nó trong thời tiết nóng là nó hơi hở hoặc là nó hơi mềm ra. Và một cái câu hỏi rất là quan trọng mà nếu em hỏi anh là nếu như mà sau cái xe này, nếu anh có thêm một cái nhu cầu đổi xe nữa, thì anh liệu sẽ tiếp tục chọn Subaru là cái thương hiệu mà anh nhắm tới hay không? Cái đó thì mình chưa tùy theo nhu cầu và thời điểm, đúng không? Thời điểm mà cái dòng xe, nếu có cái dòng xe nào mới mà hay hơn mà nó cũng của Subaru không được, nhưng mà nó có một cái gì đó đột biến hơn thì mình chắc mình cũng sẽ theo. Cái cảm giác lái thì mình rất là thích. Ok, vậy là bây giờ chúng ta đã được trải nghiệm, được nghe anh Việt chia sẻ những cái ý kiến hết sức là của cá nhân anh Việt thôi, dành cho cái mẫu xe Subaru Outback. Và đến đây thì em rất cảm ơn anh Việt đã tham gia cùng với em và diễn đàn của Sài Gòn. Chúc anh công việc, gia đình